công việc của tôi á là diễn viên tự do. Thì hôm nay nhờ cái chương trình là Lời Chưa Nói, Thảo muốn cảm ơn đến tất cả các bạn, đó là nhóm Ngủ Quái Long Xuyên, là tại bởi vì mình rất là quý cái tình bạn của cái nhóm Ngủ Quái Long Xuyên này, là dù cho mình có nghèo khổ hay là sang giàu hay là mình đang ở một cái vị trí nào đó thì các bạn cũng không có bỏ rơi mình mà vẫn luôn đồng hành, vẫn luôn gọi là ủng hộ, luôn luôn sát cánh bên nhau. Và tới cái thời điểm này, tới giờ phút này mình cảm thấy rất là vui, tại vì mình có được một cái tình bạn rất là cao quý, rất là bền chặt như thế này. Chúng ta sẽ gặp gỡ chị Hải Thảo ngay bây giờ. Con xin phép được ngồi đây nhé. Dạ. Một lời chia sẻ có chút xíu mà xúc động quá chừng luôn. Chị nói là nhóm của chị là Ngủ Quái Long Xuyên hả? Dạ. Phải không? Trời ơi, dễ thương quá. Vậy là có 5 thành viên. Dạ đúng rồi ạ. Dạ, và người đang ngồi kế bên chị là một trong những thành viên còn lại ạ? Nhóm bạn của em là gồm 5 thành viên là nữ thôi. Dạ. Chơi với nhau đã gần 20 năm. Dạ. Đây là bạn học phổ thông. Dạ, học từ thời cấp 2 cho tới bây giờ. Đây là người bạn của em. Dạ, em là Hồng Thanh. Em là một trong 5 thành viên của nhóm Ngủ Quái Long Xuyên. Cái tên này là ai đặt cho nhóm mình ạ? Dạ, cũng tại vì là 5 cái thành viên này tuy là nữ, thế nhưng mà cũng ít có quậy lắm. Cho nên là một ngày đẹp trời thế tự dưng nghe bà nói là tụi bay họ quậy quá, nhìn như là họ thành ngủ quái rồi chứ không phải là 5 đứa con gái nữa. Xong rồi thấy vui quá, 5 đứa, từ đó gọi luôn là ngủ quái luôn. Dễ thương. Mọi câu chuyện, mọi cái tên đều có lý do của nó. Nhưng mà ngày xưa khi mình còn trẻ trâu á, mình còn xú nhi á, thì mình quậy, mình làm đủ trò hết. Nhưng mà 20 năm đã trôi qua rồi, một cái quãng đường đời rồi, thì chắc là cái sự quậy phá đó nó cũng nhường chỗ cho nhiều điều khác nó phải đến, đúng không ạ? Bây giờ thì cuộc sống của 5 thành viên thế nào ạ? 5 thành viên của em bây giờ là mỗi người đều có một cái lý tưởng riêng. Hai người bạn là một người ở Úc và một người đã ở Úc. Còn một người hiện tại thì đang ở dưới quê, và em và Thanh thì đang ở Sài Gòn để có gia đình và lập nghiệp luôn ở Sài Gòn. Thì mình có gặp nhau thường xuyên không ạ? Dạ, cơm áo gạo tiền với Lan là cuộc sống nó bộn bề quá, cho nên là 5 thành viên không có gặp nhau thường xuyên. Nhưng mà những lúc mà cần nhất thì tất cả đều luôn bên nhau, chứ không có bỏ nhau một giây phút nào hết. Cho nên đó là một điều mà em rất là quý cho tới giờ phút này. Yeah. Bao nhiêu cái bộn bề lo toan, nhất là đối với phụ nữ ở tuổi này, mà mình không có những người bạn để mình chia sẻ thì mình cũng sẽ cảm thấy nó áp lực nhiều lắm. Dạ yeah, đúng chị. Thì lúc mà mới bước đầu em lên Sài Gòn em lập nghiệp á, bắt buộc em phải trưởng thành hơn để em có thể sống được và trụ được ở cái đất Sài Gòn này. Một tháng tiền trọ là chỉ có 1,2 triệu mà em không đủ tiền để em đóng. Nên Sài Gòn đi làm mà công việc không có, tôi nói là em phải đi bán từng ly đá bào ở cái trường học mà em giấu mà bạn không biết. Rồi vô tình thì cái bữa đó em bán ở quận 7 kìa. Có một đứa vô tình nó đi nghe nó gặp em. Bạn có lại bắt chuyện với mình không? Dạ không chị, nó biết. Xong nó thấy em đứng, nó đã bán cái nó đi về luôn. Mà về cái nó này, thôi mày đừng bán nữa. Con gái mà bán như vậy cực lắm. Có cái gì thì nói đi rồi tụi tao giúp đỡ cho, chứ đừng có đi bán như vậy. Tại vì thực sự là em học điều dưỡng, nhưng mà em không có theo nghề điều dưỡng, mà em thích làm diễn viên. Cho nên là em nuôi theo cái nghề này là đã 10 năm rồi. Thì bây giờ em cũng đã vượt qua được những cái khó khăn. Khi mà em nhìn lại cái quãng đường đó, nhờ có bạn bè xung quanh cho nên là em đỡ tuổi hơn. Và đó là những cái bước mà để giúp cho em đứng vững hơn trong cái cuộc sống của em hiện tại bây giờ. Những cái lời vừa rồi mình nói trong nước mắt, nhưng mà mình phải vui ha. Mình có những người bạn như vậy, và họ có bao nhiêu họ cũng sẵn sàng giúp đỡ mình. Nói vui với nhau một chút là bạn thân á, là mình mượn tiền nó mình không có dám. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà nó đưa là mình nhận. Mình nhận và mình rất là hạnh phúc. Thôi thì cuộc đời mình may mắn, không phải chỉ có một người bạn
mà cả một nhóm bạn ngũ quái Long Xuyên như vậy, rất là đáng yêu. Và các bạn sẽ nương với nhau để mà mỗi người đều hoàn thiện mình hơn và có cuộc sống tốt đẹp hơn. Hạnh phúc của người này cũng là hạnh phúc của những người còn lại. Hôm nay có muốn nói gì với người bạn của mình không, một cách chân thành nhất? Thì xem như là Hồng Thanh là đại diện cho nhóm ngũ quái Long Xuyên, tôi rất là cảm ơn tình bạn của Thanh và cũng giống như là bốn người bạn kia. Thảo không biết nói gì hơn là Thảo thật lòng mà tri ân, phải gọi là cái từ tri ân đến các bạn. Tại vì trong những lúc hoạn nạn hoặc là buồn vui như thế nào đó thì các bạn cũng luôn luôn mình Thảo không có bỏ rơi. Đó là một cái tình bạn mà Thảo sẽ giữ mãi cho tới lúc mà mình già đi. Mình cũng mong rằng là tình bạn của mình sẽ luôn giữ vững và bền vững như từ hồi lúc ở dưới quê cho tới sau này, không có được nhạt phai nữa. Thì rất là tiếc là chỉ có một mình Thanh đại diện cho bốn bạn còn lại đến đây để cùng ngồi với Thảo. Thực sự là cái lời cảm ơn của Thảo á, cũng là lời cảm ơn của Thanh và ba bạn kia. Tại vì chúng ta bây giờ á, không còn là bạn nữa mà là tri kỷ, đã cùng với nhau vượt qua những khó khăn rồi sóng gió cuộc sống, và bây giờ thì cảm thông nhiều hơn, chia sẻ hơn cả những cái vấn đề mà nhiều khi không thể nói với chồng con được, nhưng mà ngũ quái thì lại có thể nói chuyện được với nhau. Đó thì sẵn đây thì Thanh cũng đại diện luôn cả cho bốn bạn, chúc cho Thảo sẽ luôn khỏe và sẽ thành công trên con đường mà Thảo đã luôn luôn mà đam mê rồi mơ ước rồi đeo đuổi nó cả 10 năm nay. Chúc cho Thảo sẽ thành công trên con đường đó và chúc cho nhóm ngũ quái Long Xuyên sẽ mãi mãi bền vững. Chúc mừng tình bạn của nhóm mình. Họ đã dành cho nhau những cái ôm và họ sẽ già đi cùng nhau. Tưởng rằng là chỉ nói về những cặp đôi họ đến với nhau, họ yêu nhau, họ già đi, nhưng mà thực ra trong tình bạn cũng như vậy. Còn bây giờ hãy cùng quay trở lại với âm nhạc của Lời Chưa Nói.